nhiều ra ngành. lĩnh vực thì mới hướng dẫn được cho mọi người. À, bên mình nha, xây dựng có, dịch vụ bệnh viện tư cũng có, nhà hàng, khách sạn, vận tải, xuất nhập khẩu, nói chung là lĩnh vực nào cũng có, gạch không nung rồi xuất ăn công nghiệp, sản xuất bê tông tươi. Đấy, nói chung là nó nhiều lắm. Rộng nhỉ. Đấy, thì rộng như thế thì bọn mình mới biết được tổng quát để mà hướng dẫn cho các bạn. Đấy, dịch vụ bệnh viện bên mình cũng làm cho mấy công ty liền mà. Bọn mình trực tiếp quản lý ấy. Đấy, thế nên là mới dám nhận để hướng dẫn cho bạn chứ. Còn nếu mà một người mà không biết gì ấy, thì làm sao mà dám nhận hướng dẫn được? Thì không biết làm thì lại Đúng hướng rồi. dẫn sai, đúng không? Bạn học thì vừa mất tiền vừa mất thời gian, mà bên mình cũng mất thời gian, đúng không? Đấy, thế nên là tại sao mà bên mình có rất nhiều khóa đặc thù mà mọi người lựa chọn học là như vậy đấy. À, thêm May quá lúc trước mình lúc đầu mình cũng chưa có biết, xong rồi mình lên trên mạng mình vừa mới vào công ty này thôi. Trước à thế đây thì mình à không làm bên công ty này, à mình làm bên cũng đúng nhân lực ấy, à nhưng mà à cũng chỉ làm nội bộ chứ không có làm bên thuế. Ừ, cái này mình làm thuế thì mình biết được nhiều hơn. Và cái loại hình này nó cũng là thuộc dạng đặc thù, nên là bạn cũng biết cách xử lý mọi vấn đề đấy. Ừ. Thế là lên Google gõ ra công ty mình à? Hay là ai giới thiệu cho? Mình lên Google. Đấy. Nói chung là bên mình nói như thế nào thì hướng dẫn như vậy, chứ không phải là nói một đằng mà làm một nẻo đâu. Thế nên là cứ yên tâm mà học thôi. Còn sau này ấy, trong quá trình học và làm việc, cái gì không hiểu thì bạn cứ hỏi mình, rồi mình có trách nhiệm giải đáp và cùng bạn tháo gỡ những cái thắc mắc ấy. Đấy, không phải đi hỏi linh tinh mất thời gian để mang ơn người ta. Quá tốt luôn. Ừ, mình thì mình hay nghĩ thế lắm. Kể bất kỳ ai hỏi mình thì mình cũng đều trả lời hết. Đấy. Ừ. Chứ mình chả giấu nghề làm gì đâu mà. Nên là mình, bạn là ở, hình như không phải người ở trong ấy đúng không? Vũng Tàu đúng không? Hà Tĩnh. À, Hà Tĩnh à. Đấy, tại nghe tiếng không giống trong đấy. Mình ở Hà Tĩnh xong, nhưng mà bộ nhà mình chuyển qua đấy hết rồi. À, thế à, thế là vào Vũng Tàu. Nói chung là Chuyển ở trong qua đấy khó xin việc mình. đấy. Cũng không dễ đâu. Mình thấy mấy anh chị học ở bên mình ấy cũng mãi mới xin được việc đấy. Ở Vũng Tàu Ừ, ấy. ở Vũng Tàu xin việc khó lắm. Ờ, xin khó, đúng rồi. Có bạn mà mình dạy bạn ấy, bây giờ bạn phải vào trong Sài Gòn ấy. Chứ ở đấy bạn ấy không xin được việc. Ở Sài Gòn thì dễ xin việc lắm, ở Vũng Ờ. Tàu hình như hầu như là công ty thì nó lớn, thật là lớn, Đúng mà rồi. những công ty thì lại nhỏ quá Đúng rồi, đấy. Thế nên là thôi, nên cố là gắng. Bây nó. giờ mình xin được vào đây làm rồi thì mình cố gắng học hỏi mà làm thôi. Đấy, chứ học nhiều thì biết nhiều. Không học thì Học không biết nhiều rồi gì biết đúng sợ không? luôn. Đúng rồi. Thế nên là chịu khó, cố gắng.